Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Hội nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 25.000 lượt hội viên nông dân. Ghi nhận câu chuyện nông nghiệp hữu cơ, xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp ở Ninh Thuận. Cây măng tây, cây trồng mới nhiều triển vọng cho vùng đất cát Mộ Đức, Quảng Ngãi. Cập nhật thông tin về thị trường một số loại mặt hàng nông sản tại Lâm Đồng và một số địa phương. Con số hôm nay, quý 1 xuất khẩu cao su 347.000 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018. Câu chuyện nhà nông, nông dân chia sẻ về các biện pháp trồng chăm sóc chanh dây để có được những vụ mùa như ý. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 180 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 25.000 lượt hội viên, nông dân về các kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây cà phê. Tập huấn về cách sử dụng phân bón mùa khô, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch, kỹ thuật tưới cây mùa khô. Ngoài ra còn tổ chức 177 buổi hội thảo về cách sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, thuốc bảo vệ thực vật cho gần 9.300 lượt người dự. Hội Nông dân Lâm Đồng cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 6 buổi tư vấn về máy nông nghiệp. Thông qua các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật này đã giúp nông dân tiếp cận được với các kiến thức mới, áp dụng vào sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác. Thưa quý vị và bà con, bên cạnh việc khuyến khích và tạo những điều kiện thuận lợi để bà con nông dân các địa phương đẩy mạnh sản xuất, áp dụng ngày càng bài bản quy trình canh tác tiên tiến, tỉnh Lâm Đồng đã cấp chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu rau hoa Đà Lạt. Chỉ tính trong vòng 10 năm trở lại đây, hàng trăm đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản ở Đà Lạt và các vùng phụ cận gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương được chính quyền thành phố Đà Lạt cấp chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu rau hoa Đà Lạt, giúp tăng doanh thu mỗi năm từ 25% đến 30%. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là hình thức liên kết sản xuất gắn nhãn hiệu rau hoa Đà Lạt. Thông qua các hợp tác xã, các chuỗi liên kết sản xuất, hàng trăm tấn rau xanh các loại đã được cung ứng cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, khu công nghiệp ở các thành phố lớn trong cả nước mỗi ngày. Hai năm trở lại đây, thành phố Đà Lạt đã cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho trên 110 đơn vị sản xuất, kinh doanh rau hoa ở địa phương, nhờ đó tiếp tục tăng doanh thu trên mỗi đơn vị canh tác. Thưa quý vị, theo thống kê, hiện nay, doanh thu bình quân trên mỗi hecta đất sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng là 169 triệu đồng một năm. Riêng đối với các loại rau, hoa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, các mô hình IoT kết nối vạn vật, doanh thu có thể đạt từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi hecta một năm. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu thế đang được nhiều địa phương trong cả nước hướng tới. Tại Ninh Thuận, một số vùng chuyên canh rau màu, cây ăn trái trong tỉnh, người dân đã chuyển sang sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, mang lại lợi nhuận cao và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Qua gần 2 năm liên kết với một doanh nghiệp thực hiện trồng măng tây theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ông Hàn Phước Quang ở thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nhận thấy việc áp dụng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sạch đã giúp ông giảm đáng kể chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận. Nguyên nhân là do cây măng tây phát triển nhanh, chất lượng măng tốt, ít sâu bệnh, giá bán cao hơn giá thị trường 10% và sản phẩm được bao tiêu hoàn toàn. Trong khi đó, cách thức sản xuất cũng không phức tạp. Đất trồng sau khi cày ải được bón vôi, khử trùng, trộn phân chuồng ủ hoai rồi xuống giống. Cây hữu cơ này tính là thường là nó bình thường chứ đâu khó đâu, mà điều có cái là nó tăng trưởng về cái cây á, rất là đạt năng suất. Ví dụ là thường thường là 15 kg trong một ngày, mà coi như là nhất thì cũng coi nhiêu, còn lần này nhất có thể là 6 kg, 7 kg trong một ngày. Rồi nhì cũng vậy, nó cũng 5-6 kg là nó đạt hơn là bên lúc trước kia chưa vô sinh học. Việc canh tác theo phương pháp hữu cơ đòi hỏi người trồng phải tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây trồng để có chế độ dinh dưỡng thích hợp bằng các loại phân hữu cơ, chế phẩm sinh học. Tuy không phức tạp, nhưng phương pháp hữu cơ đòi hỏi nông dân phải thay đổi thói quen sử dụng các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học.
cũng như minh bạch trong quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ không phải là phương thức sản xuất có thể triển khai đại trà trên diện rộng, vì đây chỉ là một nhánh mang tính đặc thù trong sản xuất nông nghiệp an toàn, đáp ứng phân khúc thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Tuy nhiên, việc chuyển sang sản xuất rau sạch theo phương pháp hữu cơ bước đầu đã mang lại thu nhập cao cho nông dân trên cùng đơn vị diện tích. Thưa quý vị và quý bà con, huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thu hút đầu tư nhiều dự án nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa an toàn cho hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian qua, việc thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang triển khai trên địa bàn, có loại cây trồng mới là mang tây, hứa hẹn nhiều triển vọng để giúp người dân vùng đất cát vươn lên làm giàu. Trên vùng đất cát quy hoạch phát triển vùng chuyên canh mang tây của xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, những thửa ruộng trồng mang tây của người dân nơi đây đang phát triển khá tốt. Mang tây tuy mới trồng 5 tháng nhưng cao gần 1,5 mét, đẻ nhánh nhiều. Gia đình chị Lê Thị Mỹ Huy ở thôn Dương Quang có 3 sào đất trồng mang tây. Chị Huy cho biết đây là cây trồng mới nhưng qua tìm hiểu thực tế tại tỉnh Ninh Thuận, thấy được hiệu quả mà loại cây này mang lại nên chị quyết định đầu tư 36 triệu đồng để trồng 3 sào mang tây. Chị Huy rất tin tưởng vào loại cây trồng này sẽ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Đến thời điểm bây giờ thì khi mà có hộ dân ở đây chọn cây mang tây thì thấy là cũng phù hợp, tại vì đất ở đây là cây mang tây phát triển rất tốt và cũng là đến gần thời điểm là thu hoạch mà thấy cây mang tây là có lẽ là chắc là thu hoạch cũng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cô. Không riêng gia đình của chị Huy mà 15 hộ dân ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng trồng cây mang tây rất tin tưởng vào hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. Tại đây đã thành lập tổ hợp tác trồng mang tây gồm 15 hộ liên kết với doanh nghiệp trồng và chăm sóc gần 2 hectare mang tây. Khi thực hiện liên kết, người dân được hỗ trợ trả chậm tiền mua cây giống, phân bón, còn đầu ra của sản phẩm đã có doanh nghiệp đảm nhận. Cây này thì đầu tiên thì nó cũng mới, nhưng mà được trồng là doanh nghiệp của công ty Linh Đơn là nó bô tiêu sản phẩm cho mình. Thì thấy cái đầu ra là mình an tâm, nó cũng đỡ hơn có cây ớt, cây cò thì đầu ra nó bấp bênh quá. Khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, xã Đức Thắng đã quy hoạch hơn 100 hectare liên vùng để phát triển cây mang tây, mở ra cơ hội cho người dân ở vùng đất cát phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong phát triển cây mang tây sẽ thực hiện quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Liên tục chương trình, cập nhật thông tin về thị trường một số loại mặt hàng nông sản tại Lâm Đồng và một số địa phương. Con số hôm nay, quý 1 xuất khẩu cao su 347.000 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018. Câu chuyện nhà nông, nông dân chia sẻ về các biện pháp trồng chăm sóc chanh dây để có được những vụ mùa như ý. Liên tục chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về sản xuất và thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị và bà con, tuần qua giá nhiều mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều biến động. Cụ thể, giá ớt chuông Đà Lạt màu vàng là 12.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng một ký so với tuần trước đó. Ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 17.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Hành lá 6.000 đồng một ký, hành tây 6.000 đồng một ký. Ớt sừng 37.000 đồng một ký, đều giảm 1.000 đồng một ký. Đậu leo 6.000 đồng một ký, giảm 3.000 đồng một ký so với tuần trước đó. Về các sản phẩm hoa, hoa cúc chùm 11.000 đồng một bó, tăng 1.000 đồng một bó. Các loại hoa khác như cúc cành, hoa lây ơn, hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa lily đều có giá ổn định. Trà Vinh hiện có khoảng 100 hectare cacao trồng xen với cây dừa đang được giá cao nhất từ trước đến nay. Trái cacao hiện được công ty lớn thu mua từ 5.000 đến 5.500 đồng một ký. Với mức giá này, nhà vườn thu nhập thêm khoảng 25 triệu đồng một hectare một năm từ cacao, cộng thêm thu nhập từ trái dừa từ 20 đến 25 triệu đồng một hectare một năm. Tại Tiền Giang, bích thái đang được thu mua với giá 60.000 đến 65.000 đồng một ký. So với vụ này năm ngoái, giá bích thái đang tăng 22.000 đồng một ký do thương lái Trung Quốc thu gom mạnh. Toàn tỉnh có khoảng 3.700 hectare bích thái siêu sớm và còn đang tăng mạnh bởi bà con đang tranh thủ thời cơ bích có giá đua nhau cải tạo đất đai, mở rộng diện tích theo mô hình chuyên canh hoặc xen canh trong vườn trồng các cây ăn quả khác. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 347.000 tấn, đây là tổng lượng xuất khẩu cao su của nước ta trong quý 1 vừa qua.
Theo Bộ Công Thương, trong quý 1 xuất khẩu cao su trị giá 457 triệu USD, tăng 32% về lượng và tăng 17,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Về thị trường xuất khẩu, hiện Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của cao su Việt Nam. 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 153,19 nghìn tấn, trị giá 196,02 triệu USD, tăng 53,7% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu cao su Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh là điều đáng chú ý bởi nước này đang giảm nhập khẩu cao su trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong khi tăng mạnh về lượng xuất khẩu, thì giá cao su trong quý 1 lại có xu hướng giảm. Nguyên nhân chính là do sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, nhu cầu chậm và nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Theo Bộ Công Thương, dự báo giá cao su có thể tăng trở lại trong thời gian tới do thị trường kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không cao do tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, với những đổi mới đầu tư, tăng cường liên kết, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nguồn thu nhập khả quan từ cây chanh dây. Tuy nhiên, do đây là loại cây trồng được canh tác chủ yếu ngoài trời nên mức độ ảnh hưởng của thời tiết là rất lớn, nhất là trong những thời điểm thời tiết bất lợi. Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 1.200 hectare chanh dây với năng suất bình quân đạt trên 426 tạ một hectare, sản lượng trên 53.000 tấn. Nếu so với nhiều loại cây trồng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng từ bấy lâu nay, thì cây chanh dây không kén đất, ưa ẩm. Vì thế, trong quá trình chăm sóc, nhà nông phải tưới đảm bảo đủ nước cho cây, đặc biệt vào những tháng mùa khô. Nếu không, cây trồng rất dễ bị rụng hoa đồng loạt, chất lượng trái giảm. Dinh dưỡng cũng phải phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Do thời gian sinh trưởng và thu trái kéo dài gần 2 năm, nên nhiều nông hộ đã tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, những dòng thuốc sinh học để bền đất, bền cây. Đối với các loại sâu bệnh hại, trong quá trình đầu tư, chăm sóc, bà con nông dân cần đặc biệt lưu ý đến một số đối tượng như bọ trĩ, đốm nâu, virus. Trên dây nữa thì làm trời mưa thì dễ bên phải chăm sóc hơn nhiều hơn một chút. Cái cây chanh dây mà khi mà nó mưa bình thường thì không có vấn đề gì lớn, nhưng mà chẳng hạn là khi mưa dầm ấy, mà mình chăm sóc nó không đúng cách, phân thuốc không bài bản thì nó hay bị bã trầu. Nó cũng có nhiều bệnh, ví dụ như nó bị thối rễ, nó cũng gây đến nguyên nhân mà nó chết cây. Hiện nay, nông dân Lâm Đồng chủ yếu sử dụng giống chanh dây quả tím, khả năng tự thụ phấn cao, ít biến dị, có thể nhân giống bằng hạt để tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tuyến trùng và sinh trưởng phát triển tốt. Nhiều nhà vườn đã dùng giống ghép. Tuy nhiên, bà con phải chọn những vườn ươm uy tín thì nguồn giống mới đảm bảo. Nếu không, chanh dây rất khó chăm sóc, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản về sau. Ngoài ra, trước khi xuống giống, khâu xử lý đất, nhất là đối với những diện tích trồng cà phê trước đây, cần đặc biệt quan tâm để không bị nấm bệnh tồn dư, gây hại chanh dây. Lúc anh xử lý đất, thì đất anh đi vôi lần, tức là mỗi góc một nửa ký. Thứ hai, sau khi anh đi trồng xuống xử lý đất xong rồi anh đi hữu cơ, khoảng 10 đến 15 ngày sau anh đi hữu cơ thì khoảng là một góc, vậy anh đi khoảng là 10 ký phân bò, hoặc là 20 ký, tùy theo anh, tức là cái nguồn tài chính của mình thôi, nhưng mà khoảng từ dao động từ 10 đến 20 ký. Hoặc là anh đi trùng quế từ 4 đến 5 kg cho một gốc. Sau khi anh đi xong cái đó thì anh tưới, anh đảo đều này kia nọ thì anh xuống giống. Anh xuống giống xong rồi thì anh phải xử lý vi sinh, tức là anh đi thằng dòng Bacillus thuringiensis để nó trị, nó phòng được sùng đất. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà nông, thời gian đầu tư và thu trái chanh dây chỉ nên dao động từ 18 đến 20 tháng. Nếu kéo dài hơn, cây trồng rất dễ bị nhiễm bệnh, năng suất và chất lượng không đảm bảo, đầu tư nhiều. Thưa quý bà con, trồng chanh dây là giải pháp chuyển đổi cơ cấu được nhiều nông hộ trong tỉnh triển khai. Tuy nhiên, để có được những vụ mùa như ý, bà con phải có giải pháp đầu tư, chăm cây phù hợp, tăng cường liên kết, tìm đầu ra ổn định. Có làm được như thế thì chanh dây mới thực sự mang lại nguồn thu ổn định cho nhà vườn. Nội dung hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.